thang Thiên Bảo Châu đã bằng lòng nhận thánh lễ báp têm. By the day of God, mercy of Father, we baptize the Son, the Father, and Holy Spirit. Amen. Amen. Of the Father, we baptize the Son, the Father, and the Holy Spirit. Amen. Con cầu xin Thánh Linh Ngài đầy dạy các cháu trong thời gian này, biến đổi cuộc đời của các cháu để các cháu hầu được Chúa có kết quả, danh Chúa được vinh hiển. Chúa con cảm ơn Ngài. Chúng ta hát tôn vinh. Tôn vinh chân thành nguồn ơn của Ngài, dưới đàn chúng sinh cùng quý thắp Ngài. Trời cao cũng chung kẻ người ba ngôi. Chúa thật là đầy phước hạnh, và xin Chúa Ngài luôn luôn phục sinh, làm mới lại tâm linh chúng con và biến cuộc đời chúng con có ích lợi để hầu việc Chúa một cách mới mẻ theo ý của Đức Thánh Linh muốn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa phục hưng hội thánh của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì quý bà đã dùng thức ăn để tất cả chúng con trưa hôm nay. Chúa cho chúng con thông công một cách vui vẻ thật thà,
Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển sự hy sinh và sự sống lại của Chúa Giêsu và quyền năng Chúa Thánh Linh ở với chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Để cho mọi người cảm nhận nghe đã, chúng ta cảm nhận với ông.